Wow, mẫu MG D90 cũng chưa có giá luôn, chắc là thử nghiệm của, nhưng mà mình thấy hầm hố á, chiếc này cỡ tỷ ra Hyundai Palisade bay màu luôn. Chung là mình thấy nó đồng hạng, đồng cân với lại Hyundai Palisade á. SIC Motor, công ty mẹ của MG á, hãng xe lớn nhất Trung Quốc, lớn hơn cả Bayci, Rauner, lớn hơn hết luôn á. Đã quá ta. Rồi mình sẽ mở cửa thử. Ô, này mình có số trời. Ba dàn lạnh luôn. Khách sạn. Ghế da nhìn cao cấp ạ. Ô, này có cái chức năng mà thoát hơi, thoát nhiệt nè. Hay. Wow, nghe tiếng đóng cửa, cứng nha. Con dày à? Cứng không thua gì Hyundai Palisade luôn. Để mình sẽ qua vô lăng thôi. Xe này có xe. Ồ, cái cửa cứng ngắc nha các bạn ơi. Phím bấm vô lăng mình thì có cruise control. Cái này chắc adaptive cruise control. Ok, quá ngon luôn. Đây là giọng nói đủ hết. Không biết có phải dư làn đường không, mình chưa chạy MG nên mình chưa có nắm được thông tin này. Chế độ lái, phanh điện tử thì đủ hết. Xem như là không thiếu thứ gì. Dạ, chưa việt hóa, chắc là đang thử nghiệm. Nhưng mình cũng mong xe MG nhập về mấy chiếc mà 7 chỗ như vậy để cho thị trường Việt Nam mình có nhiều lựa chọn. Việt Nam mình á, cái sản khí xe mà bán chạy nhất Việt Nam mình 20 năm nay á, đều là xe 7 chỗ. Không có chiếc 5 chỗ nào mà đứng đầu thị trường được hết á. Từ Innova, Xpander,